Xin chào tất cả các bạn. Đến bây giờ thì cũng có rất nhiều bạn vẫn tiếp tục hỏi Linh là Linh ơi, vì sao có cái hàm răng mặt trắng sáng như thế? Thực ra thì Linh cũng giống như bao mọi người khác, đó là một ngày cũng phải chăm sóc răng miệng của mình, đó là sáng, trưa và tối. Nhưng cái điểm tại sao mình lại có răng nó trắng hơn, nó sáng hơn và đều màu hơn? Thì thực ra hồi xưa mà các bạn đều biết Linh, đó là Linh cũng thường xuyên uống cà phê, và đến bây giờ như vậy, vẫn như vậy, là một ngày như vậy uống cũng tầm khoảng 2 đến 3 cử cà phê, là sáng uống rồi chiều uống, có khi là tối uống tiếp nữa. Thì khi mà mình uống cà phê nhiều đấy thì thường nó rơi vào một cái tình trạng, đó là răng của mình nó sẽ bị ố này, nó bị vàng, và mình cái mảng bám nó hình thành ở trong khoang miệng của mình nó rất nhiều, và mình cảm thấy nó rất khó chịu. Đó là khi mình uống cà phê nhiều. Và khi mình uống cà phê nhiều như vậy đó, thì khi mà mình đi ra ngoài răng cứ ố vàng, mà các bạn biết là răng của Linh rất là to đúng không? Thì nó sẽ cảm thấy nó không được tự tin lắm, và nó cảm thấy nó có một cái gì đó làm cho mình cảm thấy bứt rứt và khó chịu đó. Thì sau đó là Linh dùng đến những cái phương pháp mà mọi người cũng hay làm, mà mọi người có chỉ cho Linh, đó là đi tẩy trắng răng là một, hoặc là đi cạo vôi răng. Thì sau đó Linh làm cái cũng lúc bắt đầu đi làm cái đó, nghe theo bạn của mình và bắt đầu đi làm. Thì sau khi mà làm một lần đầu tiên và Linh cảm thấy rất khiếp và rất sợ cái việc đó. Thứ nhất đó là làm cho răng của mình nó ê này, nó buốt. Và hồi đầu là Linh không bị sâu răng, nhưng sau khi đi làm đó xong đó, thì vì cái chân răng của cái răng của mình nó bị mất men răng rồi, nó không được bảo vệ răng nữa, thì sau đó là Linh bị đến ba cái răng nó bị sâu luôn. Và khi mà răng mình bị sâu thì mình sẽ bị cái cảm giác nó bị hôi miệng đó, là miệng của mình nói chuyện ra nó cảm thấy rất hôi và mình cảm thấy rất khó chịu, và tự nhiên mình lại bị gặp ra nhiều vấn đề hơn, đó là khi mình dùng bằng phương pháp đó. Thì sau đó Linh có nhờ những người bạn của mình ở nước ngoài, thì bạn của Linh mới nói cho Linh rằng là bây giờ thì có nhiều cái cách khác, có nghĩa là có những cái loại mà ví dụ như bằng kem đánh răng, thì đánh một cách tự nhiên thì nó sẽ, và những cái sản phẩm nó bằng từ thảo dược từ thiên nhiên á, thì nó sẽ giúp cho răng của mình nó vừa trắng sáng đều màu, mà nó lại còn giúp cho mình bị hết hôi miệng nữa. Thì sau đó là bạn của mình đó, khi mà bắt đầu bạn của mình nói thì mình mới hỏi là có loại sản phẩm nào, thì bạn của mình mới đưa cho mình cái sản phẩm, đó là kem đánh răng AP24. Thì với kem đánh răng AP24 này đó, thì bạn mình nói là ở đây đó là chiết xuất 100% từ thiên nhiên, thì chúng ta thấy đây là cái vạch màu xanh, thì đó là thể hiện 100% từ thiên nhiên. Thì khi bạn của mình đưa cái loại kem đánh răng này đánh, thì cái cảm giác lần đầu tiên khi mình đánh nó là như thế này, đó là khi đánh cái này răng mình rất là sạch, và tất cả bề mặt răng nó rất sạch, và các cái mảng bám nó được đánh 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 sạch. Giống như là việc mà mình đi gọi là giống như việc mình đi đi cạo vôi răng ấy, nó còn sạch hơn như vậy. Cái cảm giác đó là cảm giác đầu tiên mà mình cảm nhận được khi ngay lần đầu tiên mình đánh cái kem đánh răng này, nhưng nó cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, nó rất cảm thấy nó rất thoải mái, và nó cảm thấy giác rất là êm dịu. Nên là khi mà Linh đưa cái kem đánh răng này cho người cháu của mình đó, thì cháu của mình rất thích, bởi vì trẻ con mà đánh loại kem đánh răng thông thường á, thì thường nó sẽ bị cay, nó bị nồng, nhưng đánh lại cái này thì rất là ok. Thì đó là cái đầu tiên. Nhưng kết quả nó rõ ràng nhất và Linh thấy được á, đó là sau khoảng 2 tuần thì răng của Linh bắt đầu nó trắng đều màu lên, nó trắng một cách đều màu đầy đủ nhá. Và nó trắng ở đây nó không phải đều màu nữa, mà là nó còn trắng sáng lên. Và đi ra đường mọi người nó bảo ô sao răng đợt này nó trắng như thế. Thì đó là cái mà mọi người thường hay hỏi, và đến bây giờ cũng thế, khi mà gặp ai mọi người cũng hay ấn tượng về cái hàm răng của Linh, đó là răng trắng sáng đều màu. Nhưng nếu mà gặp Linh một thời gian trước khi mà Linh dùng kem đánh răng AP24, thì chúng ta sẽ thấy đó là một hàm răng nó ố vàng, mà to mà ố vàng, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất khó chịu đúng không? Thì đó là về cái cảm giác đầu tiên khi mà Linh dùng kem đánh răng này. Và sau đó Linh đưa cái kem đánh răng này cho những người bạn của mình đó, thì bạn của mình đánh, đó là bạn của Linh bị hôi miệng, tình trạng hôi miệng, thì sau đánh khoảng tầm như Linh nhớ là 2 tháng, khoảng 2 tháng đó, thì răng của người bạn của Linh và bạn của Linh chia sẻ lại là bạn đó bị hết cái tình trạng đó là hôi miệng, đó là người bạn của Linh. Thì Linh khi mà bị cái răng của mình bị sâu đó, thì nói chuyện nó cũng bị ra mùi mùi hôi, thì sau đó đánh kem đánh răng này thì nó cũng giúp cho Linh giải quyết được tình trạng đó là hết hôi miệng. Và cái hay nữa đó là sau một thời gian là răng Linh cũng bị cái tình trạng bị sâu răng nó cũng bị hết đi, và bảo vệ cho răng của mình nó chắc khỏe hơn. Thì đó là Linh cảm nhận về cái sản phẩm về kem đánh răng AP24 này. Nên đối với cái sản phẩm này, bởi vì nó thứ nhất chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên, nên nó giúp cho mình nó bảo vệ cái răng của mình, giữ được cho mình một cái hơi thở thơm to và giúp cho răng của mình trắng sáng. Nên đó là về cái kem đánh răng AP24, và sản phẩm này được sản xuất ở Mỹ và nhập khẩu 100% từ Mỹ. Và
Hiện nay thì Linh cũng đang đưa cái sản phẩm này để phân phối tại Việt Nam. Khi mà mình mua rồi và được người bạn đưa đến thì bắt đầu Linh mới hỏi là bây giờ nhái kem đánh răng này, bởi vì khi mà Linh dùng rồi và những người bạn của Linh dùng đó thì nhiều người nói rằng là có cách nào để mua hay không, thì chính vì cái điều đó Linh mới quyết định là nhập về những cái sản phẩm này để đưa đến cho mọi người của chúng ta sử dụng cái sản phẩm này. Và nếu bạn cũng muốn có một hàm răng trắng này, sáng này và có một hơi thở thơm tho một cách tự nhiên, thì và chúng ta bảo vệ hết sâu răng, hết hôi miệng, thì chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại ở dưới đoạn video clip này, và sau đó Linh cùng với ekip của mình sẽ liên lạc và tư vấn cho chúng ta về những cái tình trạng về răng miệng của chúng ta để chúng ta có một hàm răng trắng sáng, hơi thở thơm to và chúng ta bị hết hôi miệng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này, và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh, chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông, nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này, và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.